Ok, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh game của mình nhé. Thì hôm nay vào chơi tiếp game ACR thì mình đã được nhận một con xe mới ở thần gió. Ok, nên mình quay qua một vài hình ảnh một chiếc xe cho mọi người xem. Rất mượt luôn, con xe này ở ngoài đời cực kỳ tắt, có giá rất nhiều tiền, rất nhiều tỷ. Ok, ra quay ra nào. Ok, chào bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với ACR. Và hôm nay là mình gameplay đã được thay một con xe mới. Vẫn là trang phục cũ nhưng mình thay con xe mới là thần gió. Ok, bắt đầu lên đường. Tốc độ của các bạn đua mình rất là cao, mình đang xuất phát cuối cùng, đang vị trí cuối cùng. Ok, các bạn đua của mình khá là rút. Thần gió bay trên không luôn. Đang xếp hạng 6 cuối cùng. Ô, thất bại. Rồi, các nhân vật có những trang phục rất là hay, những skin rất là đẹp. Đấy, chuẩn bị thần gió mình đây, thì rất vui. Thần gió skin bay lên không. Ok, vẫn là đua đồng đội. Chụp phim bay trên sông. Còn một xe nam đô nó đang bay trước, đang chạy trước. Rồi, một công nhân khác vượt lên rồi. Ok các bạn, chúng ta cùng bước vào trận đấu luyện tập cá nhân ở đường đua thành phố tương lai. Đấu cá nhân thì sẽ xếp theo khả năng của từng người, chứ không đấu đồng đội thì nó sẽ và những đội mà người chơi mà mạnh quá mình sẽ không đấu được, nó không công bằng mấy.
giải đấu cá nhân ok nhất, ok thành phố tương lai. Thành phố tương lai nên là cái đồng hơi giật nát một chút. Đó đó. Thành phố tương lai thì kết hợp vừa cổ điển này vừa hiện đại, đường đua bằng kính này và đua trên sông, đua trên sông chung. Ô mình không nhìn thấy đường luôn, đường quá nhìn. Mình đang đua chiếc máy xe lan đô bởi 20 à, đã bị tốt tốt rồi, tại vì là vừa nãy mình bay khỏi đường đua. Ok, đang là top 2. Mình sẽ đi theo cái ông đứng đầu này. Hơi giật nát một chút. Ok. F1 rồi. F1 rồi. Đầu tiên của em MC Nando đã lan chưa? Làm chứa người luôn. Cô tôi rồi đó. Ông tới đi. Tới đẳng. Mình vừa đi ra ngoài và đã tụt xuống tốt sáu luôn á, tụt xuống sáu luôn à. Ok, chắc là vừa cuối trận này à. Ô thế là vẫn nhìn thấy người trên đầu. Ôi giời ơi, đây anh là vua này. Ok, làm lại trận đua này nha. Đường đua sẽ là Yadana. Mình chưa đua vòng lụn trận và chưa đua cái sân đua này bao giờ. Hiện tại mình đang đi con xe MC Naren 720S. Còn mấy bạn kia mình đi phần ẩn gió này, hai phần gió này vậy. Và hai con xe gì mình không rõ lắm. Trận đua này đua sa mạc, đường đua này cũng khá dễ nhìn. Ok, xe mình đây MC Naren 720S. Tiến lên. Ok. Trời, thần gió, biết ngay thần gió mà. Áo tát. Áo tát mây mù ơi trời. Tức là mình. Chết rồi. Chết chung kế à. Ô
cố lên. Đây là ông chủ vừa đúc nuôi nha. Ok, xin chào các bạn và chúng ta tiếp tục đến với lại trận thi đấu cá nhân. Ở xe của mình là Ford Mustang, còn mấy bạn kia hình như là một chiếc xe Ford Mustang đã được thay đổi hình dạng. Một con Volkswagen và hai con tầm gió, hai con xe tầm gió, và chúng ta sẽ đua ở đường đua tốc độ. Đây chuẩn bị vào đường đua tốc độ. Cấu hình máy của mình thì khá là bình thường, nhưng mà cũng hơi chật tác một chút tại vì phải chạy đá đập cũng như là qua nạn màn hình tất cả. Trời ơi, con xe của bạn kia khá là chiến thần đấy, chiến thần đấy. Trời ơi, trời ơi. Mũi tên rất xe của anh bạn hạng 3 chính là mũi tên rất của mình là Ford Mustang. Đấy, bạn nhìn được rất là chuyên giá. Cái bạn nhất là 6 tên nữa. Đấy, còn xe này mình thấy rất là phong cách của anh xe đưa. Ok, gặp rất nhiều bạn Nhật Bản cũng như Hàn Quốc nhé. Game này rất nhiều bạn, rất nhiều người chơi đến từ Nhật Bản cũng như là Hàn Quốc. Ok, hiện tại thì mình đang chơi xe vào nhảy cầu. Đây là sân nhảy cầu, đang chơi xe vào châu Á nên là sẽ ít bạn ở nước ngoài hơn. Wow, sân rất là dễ nhìn, không khó như một số phần khác. 3, 2, 1 chuẩn bị ra vòng đua. Ok, theo mình tăng tốc rất tốt, nhưng mà do tay lái mình chưa được mượt lắm nên là chật cầm luôn. Đấy, kéo lửa nói chuyện mượt nên là đôi khi có những phút mình đã rút lại còn chậm. Vẫn xảy ra va chạm nên là kết quả chưa tốt.
Ok. Mình đang một mình với đích chưa sao nhỉ? Không có các bạn nào nhỉ? Không có một sang sót nào trong đường như này và mình đã giành chiến thắng. 1 phút 21 giây. Hạng 3 là xe thần chiến, một đại bản đến từ Nhật Bản. Hạng 2 là xe GT và của mình là Ford Mustang. Ok, cô gái mặc váy rất xinh xắn. Ok, chúng ta tiếp tục đến với trận thi đấu tiếp theo. Và trong đây thì mỗi xe của mình làm bình thường hết. Còn có thần chó này. I'm ready to rage now. I feel like an animal stuck in a cage and I'm ready to rage now.